Hai chim luôn, tí chị đấy. CDX. Đây. Anh quay cam anh chị. Phát trực tiếp luôn. Được chưa? Xăng cộ cây xăng cạnh nhà luôn, thoải mái xăng các bác đổ. Xe thì đang nằm ở phía bên kia đang đổ xăng cho bác chủ về. Rất cảm ơn là bác đã xem chưa? Chưa có ai xem nữa. Chiếc xe cá nhân và gia đình nhà mình. Xe cái này rất là nhiều, luôn sẵn sàng. Em đây Hương, ô tô Hải Dương xin kính chào các bác nhé. Hôm nay thì em Hương sẽ vừa làm một cái live stream là bàn giao xe cho một anh trai ở Chương Mỹ, Hà Nội đã đến ủng hộ em Hương chiếc xe CDX này. Và một chút nữa em bàn giao xe xong là em sẽ lại tiếp tục công cuộc báo giá ngày hôm nay các bác nhé. Đây ạ, xe CDX 2010 đăng ký 2011 và là về làm dâu Chương Mỹ, Hà Nội các bác ạ. Vượt xe đây ạ, em đã ra lộc cho bác bình xăng và đây bàn giao xe trực tiếp cho bác luôn. Em vừa quay em vừa cầm chị. Em chào anh Cao Huy nhá, chào anh Phong ngày mới này. Chị ơi, đứng ra giữa xe luôn cho nó. Dạ vâng, anh Hưng ơi, anh chỉ cho em lối lên cao tốc cho bác ấy về Chương Mỹ cho nó dễ dễ. Dạ đi Yên Bái về rồi anh ơi. Anh ơi có rồi mà anh ơi có rồi. Vê tách có rồi. Có luôn rồi anh ơi. Đây anh vê tách đây. Có vê tách rồi anh ơi. Anh Hưng đi nhá. Cái này đi Yên Bái về rồi anh nhá. Em chào anh Danh Nguyễn Minh Quân này, chào anh Trung này, chào anh Cao Huy nhá. Đây em bàn giao một chiếc xe CDX này. Đi đường năm cũ đi. Tóm lại là bây giờ là không biết đi đường nào. Anh Hưng về quê đi. Này hôm nay em về thêm cả i10 này, về thêm Accent này, rất là nhiều xe luôn. Nay em về thêm rất là nhiều xe các bác nhé. Có thêm cả những dòng xe như là Tucson 5 chỗ ngồi gầm cao này. Một chiếc Tucson 5 chỗ ngồi gầm cao đời 2011, đăng ký lăn bánh lần đầu 2012 với lớp sơn màu đen đẹp ạ. Em ơi quay con ghét đen xem nào. Con ghét ạ, không có xe ghét đen anh nhá. Đấy là con à, đấy con của khách anh ơi, đấy là xe của khách anh Chính ơi. Anh Chính ơi. Đấy là xe của khách nhá. Thả tim, thả like và chia sẻ nhiệt tình lên cho em lên các trang cá nhân và hội nhóm giúp em ạ. Thả tim, thả like, chia sẻ nhiệt tình lên cho em nhá. Anh Hưng ơi chỉ đường giúp em nhá. Dạ. Xe ghét này là của một bác cán bộ nhá, bác đấy đến mua xe bên em nhá anh nhá, không phải xe bên em. Đây này anh này, không phải xe bên em, vẫn còn ngũ mũ của bác cán bộ này. Sáng nay bác cán bộ đến xem con Camry anh ạ. Em chào bác. Thả tim, thả like, chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Đây ạ, bàn giao xong chiếc xe CDX rồi. Không có gậy, đúng rồi anh ạ, vừa mới bàn giao xe xong là em ra quay luôn, giờ mới vào lắp gậy nhá. Thả tim, chia sẻ nhiệt tình lên cho em đi ạ. Anh Phong ơi, anh đi về nhá. Tí em nhờ anh này chỉ đường cho anh nhá. Dạ ok anh, dạ ok. Chào anh cà phê đắng này. Không có gậy rung ở anh, ok em sẽ vào lấy gậy, lấy áo lắng này. Vẫn còn mặc áo cộc đầu trần đây. Hôm nay em còn có thêm một chiếc xe Soluto này.
Soluto đời 2020 số tự động với động cơ trang bị 1.4. Em đang chào bán chiếc xe Soluto này với giá là 425 triệu. 425 triệu cho chiếc xe Kia Soluto anh nhé. Buổi live ngày hôm nay không chỉ những là live stream báo giá đâu mà em còn là bàn giao một chiếc xe CDX về làm dâu Trương Mỹ Hà Nội các bác ạ, full tiền rồi. Bây giờ là bác đấy đang chuẩn bị về rồi các bác này. Thả tim, thả like, chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Số hotline em đã ghi ở đây rồi, 0354602790. Chào anh Văn Khương, chào anh Giang Nam này. Chào bạn Thắm nào, thả tim, chia sẻ nhiệt tình lên cho mình bạn ơi. Thắm ơi, thả tim, thả like, chia sẻ nhiệt tình cho mình nhé. Chia sẻ nhiệt tình lên cho mình nào. Anh Hưng ơi, đi về đi. Anh về đi, anh về giúp em, chú đấy, đi về đi. Mai em mượn xe chú cho anh đi chơi. Chia sẻ nhiệt tình lên cho em đi nào. 5 chỗ ngồi gầm cao em có Tucson 2010-10, đăng ký lăn bánh lần đầu là 2011 số tự động. Máy xăng 2 cầu nhá, nước sơn màu đen đẹp, tư nhân chính chủ, một chủ sử dụng từ mới này. Em đang chờ bán chiếc Tucson này với giá là bao nhiêu tiền nhỉ? 458 triệu có Tucson đây. Thả tim, thả like, chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Bàn giao xe thành công rồi nhá. Em chào anh Giai Cường Đồng Lát, chào anh Huân à. Anh ơi, anh đi về cùng anh đấy đi cho yên tâm. Rồi anh kia đi đâu? Nó bảo nó đánh xe với mát, nó bảo đến chiều nó về thì về cùng nó. Thế thì vào ăn cơm anh. Anh, thế ok. Anh phải thế thôi. Thế vào, thế anh không biết được, thế ok. Thế mời anh vào đây uống nước, anh ơi. Mời anh vào nhà uống nước xong là lên. Tí nữa ăn cơm, anh ở lên cơm anh nhá. Ok, chờ cho người cho về. Anh mới lấy bằng lại chưa biết đường, chưa thuộc đường Hải Dương. Ok, sẽ cho người cho lái xe về cho anh. Anh vào đây anh ơi, để em livestream một chút nhá. Anh cứ vào đây đi. Ok anh ạ. Đây ạ. Bác chủ định đi về rồi nhưng mà bác lại không thuộc đường. Sáng bác bắt xe xe khách từ Hà Nội xuống Hải Dương. Bây giờ có xe rồi nhưng mà không tự tin. Thôi được rồi, chiều nay em cho áp tải bác về đến tận nhà luôn cho yên tâm nhá. Chào bác Chăn Bùi này, chào bác Nguyễn Thế Trường này. Thả tim, thả like, chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Kia Rio 2015 với nước sơn màu xanh đẹp đây. Xe đẹp thế này chỉ đi tân gái thôi. Em chào anh Huân này. Thả tim, thả like, chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Anh Huân ơi, cầm cái gậy cho em nhá. Dùng quá. Em chào bác Hoàng Thảo, chào bác Cường Đồng Lát nhá. Ở đây em còn có cho mình một chiếc xe nữa đây. Một chiếc xe Toyota Vios, Toyota Vios đời 2017 với nước sơn màu đen đẹp, động cơ trang bị 1.5. Em đang bán chiếc xe Toyota Vios này với giá là 385 triệu. 385 triệu cho chiếc xe Toyota Vios này. Đấy các bác thấy không ạ, đến xem xe, ủng hộ em Hương xe, không lăn tăn gì về giá hay về chất lượng cả. Nhưng mà không, mới lấy bằng chưa biết đường. Thôi thì em lại cho thợ nhà em hỗ trợ bác đấy về Trương Mỹ Hà Nội vậy. Không để bác đi không biết đường rồi đi vừa đi vừa hỏi nó khổ ra. Nên là em sẽ hỗ trợ luôn nhá. Em chào bác Ngọc Lân, chào bác Binh Sport này. Anh Binh Sport ơi, thả tim thả like nào. Chào bác Vũ Thị Nhạn, chào bác Lường Minh. 385 triệu cho một chiếc xe Vios 2017 số sàn màu đen, form mới, máy trắng nhá. Động cơ trang bị 1.5. Bác nào đang quan tâm về chiếc xe Vios đời cao như 2017, 2018 thì em có luôn nhá. 18 em có luôn, bản mới, 4 phanh tay điện tử và có cả phanh ABS nhá. Hôm trước bác nào hỏi em về 5 chỗ ngồi gầm cao, ok luôn. Ok luôn chưa ạ? Một chiếc xe Ford EcoSport 5 chỗ ngồi gầm cao mới mua từ đêm ngày hôm qua của một bác ở bên Vĩnh Phúc. Đây, mới cập nhật ngày hôm nay một chiếc xe Ford EcoSport 5 chỗ ngồi gầm cao này. Hôm trước bác nào trượt chiếc xe 5 chỗ ngồi gầm cao màu đỏ thì hôm nay em có luôn nhá. Có luôn EcoSport 5 chỗ ngồi gầm cao luôn. Đấy, EcoSport này các bác nhìn này, quá là chất lượng luôn. Thật sự là quá là đẹp luôn nhá. Xe đẹp giá lại rẻ. Em cảm ơn bác Hải Tiến, chào anh Lý Tiền, chào anh Nguyên Vũ này. Thả tim, thả like, chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Hôm nay thật sự rất là vui khi mà bác ở bên Hà Nội xuống ủng hộ em Hương một chiếc xe. Nhưng em sẽ mời lại ăn cơm vì bác đấy mới lấy bằng đi còn run lắm. Nên là em sẽ cho thợ ở nhà mình đánh về cho bác đấy này. Và bên đây em còn có một chiếc xe CDX này. CDX đời 2009 với động cơ trang bị 1.6 số tự động đẹp. CDX số tự động, động cơ trang bị 1.6 bản nhập nhất. Chiếc này giống với chiếc vừa rồi bác Phong mua ở Hà Nội đấy ạ. Nhưng em này đời thấp hơn một chút. Nhưng mà các bác nhìn này,
ngoại thất, nội thất, máy số cực đẹp luôn. Cửa sổ trời, xin nhan trên gương đầy đủ cho em. Có xe DX nhá, có xe DX đời 2009 bản nhập này, giá chào bán là 238 triệu. 238 triệu chốt trên livestream ngày hôm nay, còn 230 triệu. Em bao hồ sơ cho các bác nhà mình. Có xe DX số tự động đi nhá. Bên cạnh xe DX số tự động thì còn có một chiếc xe Kia Rio này. Thả tim, thả like và chia sẻ nhiệt tình lên cho em đi nào. Rất là nhiều mẫu xe đang được chào bán bên em đây Hương Ô Tô Hải Dương ạ. Vui như ngày hôm nay thì sao ạ? Thì cắt giá luôn, tặng các bác nhiều điều mẫu xe nhá. Có Kia Rio này. Hôm nay em về thêm Kia Rio số sàn nữa nhé. Bác nào với cái tầm tiền trên 300 mà thích số sàn, em có Kia Rio. Một chiếc xe Kia Rio đời 2015 với động cơ trang bị 1.4 bản nhập khẩu nhé, bản nhập Hàn nguyên chiếc. Kia Rio em đang chào bán với giá là 379 triệu. 379 triệu trong buổi báo giá ngày hôm nay em để cho mình còn 370 triệu. Em bao hồ sơ cho các bác nhà mình. Bao hồ sơ cho các bác nhà mình có Kia Rio nhập Hàn này. Có nhớ ga tự động Blue Control, màn hình Android cỡ lớn, đề lỗ thông minh, trần nỉ nguyên zin, ghế da bọc cực kỳ sạch sẽ gọn gàng nhé. Trên 300 triệu, chính xác các bác có thể mua Kia Rio với giá là 370 triệu. Đời rất là cao luôn, đời 2015, 370 triệu có Kia Rio. Độ lên body cực kỳ đẹp luôn. Đèn bi salon nhá, không phải là đèn pha bình thường đâu mà, đèn bi salon. Đèn gầm cũng là đèn bi, có Kia Rio ạ. Chào anh trai trưởng họ này, chào anh Nguyễn Tiến Dũng, chào anh Ngô Khoa, chào anh Phạm Long. Thả tim, thả like và chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Em có Kia Rio biển 15 Hải Phòng, giá chào bán 379 này. Bớt trên livestream ngày hôm nay còn 370 triệu bao hồ sơ. Rất là tuyệt vời đúng không ạ? Một chiếc xe quá là đẹp luôn. Bên cạnh chiếc xe đấy thì em còn có một chiếc xe tập lái này. Tập lái một chiếc Spark đời 2010, động cơ trang bị là 0.8 này. Xe tập lái em đang chào bán với giá là 98 triệu có Spark đi. 98 triệu có Spark đi nào. Thả tim, thả like, chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào các bác ơi. Quan tâm mẫu xe nào để lại số điện thoại, kết nối Zalo. Kia Zondo à? Kia Zondo em tạm hết anh nhá. Zondo em tạm hết Kia Zondo. Mãi mang gậy ra. Tạm hết Kia Zondo. Mời bác lên tí về tôi bác nhé. Thả tim, thả like, chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Quan tâm mẫu xe nào kết nối qua Zalo em sẽ tư vấn cho các bác nhà mình. Là em lắp gậy vào cho nó chuyên nghiệp, nó không bị rung nhá. Em chào bác Mai Hải này. Chào bác Khánh Nguyễn nào. Chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào, lắp gậy rồi cho nó chuyên nghiệp, không có gậy nó rung lắm. Chào bác Cu Kiệu này, chào bác Bảo Khánh Nguyễn này. EcoSport 5 chỗ ngồi gầm cao, có màu đen này, màu đỏ này và có màu titanium nhá. Các bác ơi, rất là nhiều dòng xe 5 chỗ ngồi gầm cao giá chỉ loanh quanh 450-400 triệu là các bác có thể sở hữu một chiếc xe ông vua của đô thị nhá. Đây được mệnh danh là ông vua của đô thị này. Có EcoSport, EcoSport đời 2015 với động cơ trang bị 1.5. Em đang bán với giá là 415 triệu. 415 triệu có EcoSport đi. Đời 2015 đây ạ, xin nhan trên gương đầy đủ cho em. Giá chào bán là 415 triệu ạ. Xe đẹp, trời đẹp, chúc em đắt hàng nhé. Cảm ơn bác Thơm Lê. Vừa rồi em Lê Hương mới chốt thêm một chiếc xe CDX số tự động về làm dâu Trương Mỹ Hà Nội các bác nhé. Làm dâu Trương Mỹ Hà Nội, full tiền rồi, CDX màu đen đẹp, số tự động về làm dâu Trương Mỹ Hà Nội. Phong cách làm việc rất là nhanh luôn, chuẩn chỉ phong cách nhanh luôn các bác nhé. Thả tim, thả like, chia sẻ cho em nào. Anh Biển nhớ ơi, Hyundai Tucson à, ok anh. Tucson có 2010, có 2011, có 2011, đăng ký 2012. Nhiều Tucson luôn, chia sẻ nhiệt tình để mua xe với giá đẹp nào các bác ơi. Chết rồi, hôm nay đầu trần chân đất ra livestream rồi. Anh Biển nhớ anh nhớ đây ạ. Một chiếc xe Hyundai Tucson đời 2010, động cơ trang bị 2.0 với lớp sơn màu nâu đẹp, em đang chào bán với giá là 438 triệu. 438 triệu nhá, cửa sổ trời toàn cảnh này, xin nhan trên gương, đề lỗ thông minh. Hai cầu máy xăng số tự động đẹp với lớp sơn màu nâu. Nội thất bên trong cực kỳ đẹp luôn. Màn hình giải trí, đề lỗ thông minh, điều hòa auto tự động, cửa sổ trời toàn cảnh Bradoma nhá. Cửa sổ trời toàn cảnh ạ, ghế da màu nâu đẹp. 438 triệu chốt trên livestream còn 430 triệu em bao hồ sơ cho các bác nhà mình. Em bao hồ sơ cho các bác nhà mình. Còn nếu như mà không hợp phong thủy về màu nâu thì em có màu đen này.
Anh Ngô Hùng ơi, mới về thêm một chiếc xe EcoSport 5 chỗ ngồi gầm cao màu đỏ nhé. Chào anh Bùi Được ạ. Một chiếc xe Tucson một chủ sử dụng biển Hà Nội xịn sò đây. Khóa cầu V-Side, màn hình cảm ứng cỡ lớn này. Điều hòa auto, số tự động đẹp 2 cầu, có Tucson. Tucson máy xăng 2 cầu, đăng ký là lăn bánh lần đầu là 2012. Giá chào bán là 458 triệu, bao rút hồ sơ còn 450 triệu. Cửa sổ trời toàn cảnh, ghế lái chỉnh điện đây. Hyundai Tucson có Hyundai Tucson, xin nhan trên gương nước sơn màu đen đẹp. Nếu như nhìn trên này đã đẹp rồi thì các bác ơi nhìn bên ngoài nhá, sơn đen sáng bóng luôn. Sơn zin nguyên bản, máy số zin chất này, một chủ sử dụng từ đầu. Biển 29 này, 450 triệu là giá bán trực tiếp cho em ạ. Bên mình có dùng số tài khoản không? Là như nào anh Bùi Được ơi? Bên mình có dùng số tài khoản không ạ? Ý là anh muốn cọc xe ạ, cọc xe để sẵn sàng cọc cho anh luôn. Sẽ ghim luôn cả số tài khoản, nếu như bác nào lổ trên live ngày hôm nay tặng các bác nhà mình 10 triệu đồng trên live stream vẫn bao hồ sơ nhé. Tucson 450 triệu bao rút hồ sơ. Bên cạnh chiếc Tucson là còn có một em nữa này, cũng to cao màu đen này, một em Kia nhé. Một chiếc xe Kia máy dầu này, Kia Sorento đời 2010. Đến các bác đi làm công ty còn dùng tài khoản, đó là bọn em làm kinh doanh lớn này, 100% đến 90% giao dịch bằng tài khoản nhé. Anh Bùi Được thích cọc chiếc xe nào em đọc số tài khoản cho anh luôn. Đọc số tài khoản cho anh luôn nhá. Cọc chiếc xe nào tập lái à? Matiz 58 triệu có này, còn đâu chỉ có 65, 80, 90 triệu cũng có luôn. Vietcombank, Lê Thị Hương, số tài khoản đây. Đọc luôn số tài khoản này, 10386555 là các bác có thể cọc cho em rồi. Còn đây là bên trong nội thất của chiếc xe Kia Zondo máy dầu, hỗ trợ trơn trượt, máy eco hỗ trợ đổ đèo, đèn pha auto này, có nghe gọi khẩu lệnh trên vô lăng, màn hình cỡ lớn này, ghế lái chỉnh điện này. Một chiếc xe máy dầu 7 chỗ ngồi, giá chào bán là 535 triệu. Và đặc biệt là em này là phiên bản giới hạn các bác nhé, phiên bản giới hạn, phiên bản limited ạ. Mua ô tô không Lê Hương? Em có luôn anh Sáu Long ơi, có chiếc nào lộc lá để lại cho em nào. Hôm qua đi Yên Bái đến tận đêm mới về, sáng nay khách lại đến lấy xe sớm này. Hôm nay không biết có gào được nhiều như mọi ngày không. Thả tim, thả like, chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Đây nhá, Kia Zondo máy dầu 7 chỗ ngồi, một chiếc xe thương hiệu bạc tỷ đây, mà bây giờ giá chỉ có 535 triệu thôi. Chốt trên livestream ngày hôm nay còn 525 triệu em bao hồ sơ nhá. Em chào anh Tiến Nguyễn nào, quan tâm mẫu xe nào để lại số điện thoại cho em ạ. Anh Biển Nhớ ơi, có Tucson màu đen đây, 211 đăng ký 212, màu đen đẹp, một chủ tư nhân nhá, hơn 400 này. Kết nối qua Zalo cho em 0354602790. Ok anh Hùng, đợi em một chút em bám quay nhá. À, hôm nay bác nào với cái tầm tiền 250 triệu muốn mua xe bán tải này thì hôm nay món quà bất ngờ đặc biệt cho các bác đây. Món quà bất ngờ đặc biệt cho một chiếc xe bán tải. Cái gì cơ? Một món quà bất ngờ cho các bác nhà mình có bán tải 250 triệu Ford Ranger đời 2009 này. Đợt trước nhiều bác nào quan tâm em về bán tải 250 triệu thì hôm nay có rồi. Có bán tải Ford Ranger số sàn nhá, 255 triệu đời 2009 này. Anh Phong Thủy màu trắng, ok anh Phong Thủy màu trắng à. 255 triệu còn 250 triệu. Xe bài bán tải tư nhân chính chủ Hải Dương nhá các bác nhá. 250 triệu có bán tải số sàn nào. Đi vào sâu bên trong này, Accent có anh luôn, anh Lường Minh ơi, có Accent luôn. Accent em Hương có số sàn anh Lường Minh nhá. Anh Ngô Hùng ơi, đợi em 3 phút thôi, 2 phút thôi. Em quay cho các bác xem Accent á. Accent số sàn Phong Thủy màu trắng này, màu trắng mẹ con mắng vẫn cứ là yêu nhá. Accent biển 98 đời 2018, số sàn bản đặc biệt cho em. Em này được bác chủ cũ độ lên ghế lái, ghế phụ là ghế lái, ghế phụ đều là chỉnh điện rồi. Bình thường nhá, này, đây là chỉ là chỉnh cơ thôi, nhưng em này là chỉnh điện các bác nhá. Hỗ trợ trơn trượt này đầy đủ cho em, nghe gọi khẩu lệnh, màn hình cỡ lớn, màn hình cảm ứng đầy đủ cho em. Accent số sàn 2018, giá chào bán 415 triệu, cắt xả lỗ trong buổi báo giá ngày hôm nay còn 400 triệu tròn cho chiếc Accent này. Quay rõ biển này, đến lúc các bác có chốt em không cãi được luôn, có chốt không cãi được luôn nhá.
Màu đỏ thì em còn có Chevrolet Cruze đời 2011 màu đen có này. Hôm qua mới về thêm một chiếc màu xám của bên Bắc Yên Bái này, đẹp xuất sắc luôn này. Màu đỏ này cũng đẹp luôn này. Cruze đời 2011, động cơ trang bị 1.6, giá chào bán là 245 triệu. 245 triệu có Chevrolet Cruze nhá, số sàn 1.6 này. Chốt trên livestream ngày hôm nay còn 235 triệu em bao hồ sơ. 235 triệu bao hồ sơ có Chevrolet Cruze này. Thả tim, thả like, chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Em đội quả lón nữa giống chị Hương ở Sài Gòn ô tô miền Nam. Nếu như mà ô tô miền Nam mà đội nón thì cũng là em thôi anh ạ. Cơ sở 2 của em ở trong Bình Dương anh nhé. Cũng chỉ là em thôi. Chia sẻ nhiệt tình lên cho em đi ạ. Ở đây em còn có một chiếc xe Vios mới về đây. Nếu như hôm trước Vios 2017, 2018 mà tầm quá, tầm kinh tế các bác không chốt được ngay, thì hôm nay em về thêm một chiếc xe Vios đời 2014 này. Vios đời 2014, à đâu? Đời 2015, Vios đời 2015. Lước sơn màu bạc đẹp, nội thất máy số ngon, em này vẫn là máy đen nhé. 345 triệu có Vios đời 2015 cho các bác quan tâm này. Có bác nào quan tâm về Vios không? 2015 cho các bác nhà mình quan tâm Vios bản e xịn đời 2015. 345 triệu, chốt trên livestream còn 335 triệu em bao hồ sơ. Thả tim, thả like, chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Em chào anh Giai Trương Nguyễn này, chào anh Đô La, chào anh Đỗ Lương. Y10 bản đủ, bản sedan 2 đầu với lớp sơn màu đen bóng này. Màu này không phải là đổi màu đâu nhá, mà màu này là màu nguyên zin, đặt sơn từ nhà máy mới có màu đen. Còn nếu các bác đi đường rất là hiếm khi nhìn thấy Y10 màu đen đúng không ạ? Chỉ có trắng này và màu bạc là màu thông dụng thôi, còn màu đen cực hiếm luôn. Y10 đời 2016 bản nhập đủ đây, bản đủ 1.2 nhập khẩu. Em đang bán với giá là 295 triệu. 295 triệu cho chiếc xe Y10 bản đủ 1.2 nhá. Đây ạ, còn buổi hôm nay, thứ nhất là khoe với các bác nhà mình vừa phun tiền một chiếc xe CDX. Thứ hai đây ạ, thứ hai là như này. Thứ hai là mới về thêm một em 5 chỗ ngồi gầm cao biển 88 Vĩnh Phúc này. 152 là cuối cùng nhá, biển số cực chất luôn. Xin nhan trên gương, phanh ABS, em này thì giá rất là hợp lý luôn. Số tự động nhưng em này là bản chen các bác nhá. Em này là bản chen không phải là bản titanium đâu. Số tự động tầm tiền này rất là dễ mua này. Anh Hải Tiến ơi, CX5 em mới chốt rồi. Hôm trước có một con CX5 hơn 600 nhưng mà khách chốt rồi. Phun tiền CX5 rồi anh nhá. Thả tim, thả like, chia sẻ nhiệt tình lên cho em đi ạ. Đây ạ, có màu đỏ này, Eco Sport nhưng không phải là bản titanium đâu, mà bản này bản chen. Bản này sẽ không có túi khí nhưng bù lại em này giá quá là hợp lý so với bản titanium nhá. Em này bản này vừa tiền thôi. Anh Ngô Hùng ơi, để lại số điện thoại. À quên đấy, kết nối luôn vào Zalo cho em, em tư vấn cho anh nhé. Chào anh Đình Nguyễn này. Bên đây em còn có một chiếc xe CDX này, CDX bản full. Bản này có ga tay tự động cruise control nhé. 265 triệu đời 2010, động cơ trang bị 1.6 biển 28 này. Có CDX đi, 265 triệu cho chiếc xe CDX của em đây ạ. Động cơ trang bị 1.8, màn hình cảm ứng cỡ lớn nhé. Có CDX này, la răng thể thao, phanh ABS, sấy sưởi kính, điều hòa tự động, cửa sổ trời đầy đủ cho em nhé. Có CDX đi ạ. Thả tim, thả like, chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Em gái chân bò à? Cái gì ạ? Em gái chân bò. Giờ làm gì có ai là bò mới là gà đâu anh. Toàn các bác lùa em, chứ em làm sao lùa được các bác nữa rồi. Cho em cái nón. Anh ở đây em cái nón trên cái cây nước, em dỗ đầu mất. Thả tim, thả like, chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Lắng quá. Các bác ạ, không có lá, không có cái lón thần thánh, không thể nào live stream được. À đây rồi, hôm nay em sẽ lên sóng cho các bác nhà mình về một đối thủ đáng gờm của Innova, mà còn vượt xa cả CDX luôn. Đây ạ, một chiếc xe 7 chỗ đáng gờm so với dòng xe Innova nhá. Nếu như Innova được các bác chủ hoan nghênh nhiệt tình với hộp số sàn động cơ 2.0, thì hôm nay đã xuất hiện thêm một đối thủ đáng gờm luôn. Không chỉ những có lớp sơn màu đẹp, trắng đẹp này, một chiếc xe Orlando, Chevrolet Orlando 7 chỗ ngồi số tự động đời 2017 này,
động cơ trang bị 1.8 nhá, số 7 chỗ ngồi. Em đang bán chiếc xe Chevrolet Orlando này với giá là 380 triệu. Em này là đối thủ lặng ký so với Innova và vượt xa so với cái em Xpander các bác nhá. Xpander không tầm tuổi gì đối với Orlando và Innova các bác ạ. Xin nhan trên gương nào. Đội rồi anh ơi, đội rồi, đây, đã đội rồi. Không có lón thì em không thể chịu được. Đây là nội thất bên trong của Orlando các bác này. Máy số zin đời 2017 vẫn giữ được nguyên bộ ghế lì zin. Thật sự là chiếc xe này quá xứng đáng đồng tiền các bác này. Từng con ốc nhỏ nhất này, đây các bác nhìn nhá, ốc nhỏ nhất vẫn còn nguyên bút chấm sơn, táp ly táp lô, lói không với khoan đục, lói không với lỗi này. Bệ tì tay chống mỏi 100% là ghế da nhá. Ăn cơm chưa anh? Ra ăn cơm, anh ăn cơm đi. Vâng. Đây ạ. Chevrolet Orlando với điều hòa độc lập hàng ghế thứ hai, trần nỉ nguyên zin cho em này, ghế áo ghế lỉ nhá. Áo ghế lỉ đầy đủ cho em, có Chevrolet Orlando 2017 số tự động đẹp, động cơ trang bị là 1.8 này, giá chào bán là bao nhiêu? Giá chào bán là 380 triệu. Trong buổi báo giá ngày hôm nay, em Lê Hương để cho các bác nhà mình còn 370 triệu bao rút hồ sơ. 370 triệu bao rút hồ sơ các bác nhé. Thả tim, thả like, chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Mỗi khách hàng cho em Hương xin những lượt like và những lượt chia sẻ nhé. Anh ơi, nhiệt tình lên cho em nào. Chào anh Sĩ Dũng này. Kia Morning hay nào Hyundai Click, các bác quan tâm về mẫu xe nào với cái tầm tiền trên hạ 100 triệu gần 200 triệu thì em đều có đầy đủ này. Trời sắp mưa rồi, đúng rồi anh ạ, trời sắp mưa vừa oi vừa lắng này. Hyundai Click với nước sơn màu đỏ đẹp, hôm trước có một chiếc về đã bay luôn rồi, ngay ngày hôm sau em Hương lại cho thợ nhà mình đánh thêm một chiếc nữa về để phục vụ bà con nhà mình. Vì với cái tầm tiền 155 triệu Hyundai Getz hay là Hyundai Click thì các bác đi cực kỳ phê luôn. Hyundai Click đời 2008, số sàn động cơ trang bị 1.4. Nếu như Getz là 1.1 thì Hyundai Click là 1.4. Cực kỳ hợp lý cho các bác nhà mình nếu như mà quan tâm về những dòng xe trên 100 triệu nhá. Em có Hyundai Click này, màu đỏ đẹp, số sàn đi cực lướt luôn. 155 triệu chốt trên livestream ngày hôm nay. Còn 150 triệu ạ. Anh Nguyễn Đình Hùng ơi, em có Innova nhá. Đây, biển 30 thủ đô Hà Nội này. Một chiếc xe Innova đời 2014 nhá. Lên màn hình cảm ứng cỡ lớn rồi. Innova đời 2014 em đang chào bán với giá là 385 triệu. Có Innova luôn anh ơi. Innova đời 2010, 2012 máy số zin có luôn anh nhá. Em 14 này máy số zin này. Và có luôn cả 212, đăng ký 213 máy số zin nữa luôn. Em quay trước 2014 này, bản e xịn này. Innova đời 2014 bản e xịn máy số zin, xe tư nhân biển 30 Hà Nội. Em đang chào bán với giá là 385 triệu cho chiếc xe Innova đời 2014 này. Hôm trước thì đầu đài của em nói là màn hình bé nhá. Em mới đầu tư thêm một cái màn hình cảm ứng cỡ lớn để những bác nào thích về dòng xe xem cảm ứng, xem nghe nhạc giải trí này thì có Innova luôn. Đây là em Hương đầu tư nhá, còn em mua nguyên bản của bác dân là bác đấy là màn hình bé thôi. Nhưng em muốn là khách hàng vừa nghe nhạc, vừa giải trí, vừa xem phim thì em có đầu tư thêm một cái màn hình OLED cỡ lớn này. Các bác nhìn nhé, trần là trần nỉ nguyên zin, cực kỳ sạch sẽ, nói không với ố, nói không với ám này, ghế da căng mọng luôn. Động cơ trang bị 2.0, nhìn vô lăng là biết chất lượng xe rồi, vô lăng quá là đỉnh luôn. 385 triệu em bao hồ sơ, còn 385 triệu bao hồ sơ, còn 375 triệu nhé. Cảm biến va chạm phía sau có hai mắt cảm biến va chạm ạ. Và nhân đây em cũng khoe luôn với các bác nhà mình là em mới bán chiếc xe Innova 2014 form 2015 rồi. Chiếc xe mà em Hương đã quay video đi mua xe trực tiếp nhà bác dân đấy ạ, là em đã bán rồi. Xe đẹp không trụ quá 24 giờ là thật, có thật là các bác nhé. Đây Innova 2014 form 2015 là em hôm qua đã cọc 25 triệu rồi các bác nhé. Cọc 25 triệu rồi, sáng nay lại cọc thêm 70 triệu nữa cho nó ăn chắc rồi các bác ạ. Nên là đã tháo biển để rút hồ sơ cho khách rồi các bác ơi.
Thả tim, thả like, chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Anh Sinh Lê ơi, đợi em một chút, cho em 2 phút nữa thôi em vào em quay Innova 2013 cho anh nhé. Ở đây bác nào đang quan tâm về những dòng xe như Toyota Altis này thì em Hương có luôn một chiếc xe Toyota Corona Altis đời 2013. Số sàn zin đẹp toàn xe nhá, em bao zin 100% luôn. Bao zin 100% cho chiếc xe Corona Altis đời 2013. Biển 18, nước sơn màu đen đẹp. Đèn gầm có này, đèn pha tự động, đèn pha halogen này. La răng thể thao, xin nhan trên gương đầy đủ rồi. 397 triệu cho chiếc xe Corona Altis đời 2013. Zin đẹp toàn xe cho các bác nhà mình yêu thích dòng xe Toyota nhé. Rất là hiếm khi mà em về được chiếc xe Corona Altis nhé. Bác nào mua chiếc xe này thì quá là ok luôn. Thả tim, thả like, chia sẻ nhiệt tình lên cho em ạ. Bên cạnh Corona Altis số sàn này, em còn có một chiếc xe Kia Morning số tự động. Kia Morning số tự động đời 2010, bản nhập khẩu, màu trắng đẹp, xe gia đình. Mua cho bà xã nhà mình hoặc là mua hai vợ chồng đi đều ok. Giá chỉ có 230 triệu thôi. Và bây giờ em sẽ vào bên trong để quay Innova cho các bác nhà mình. Là có Innova này 212, 213 đều có này. Em này là đời bao nhiêu đây? Chiếc xe Innova này là đời 2014 rồi. Em xin phép bỏ qua này. 2010 và 2012 nhé, có luôn. Thả tim, thả like, chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Anh Được ơi, có xe màu đỏ 58 triệu, màu đỏ 88 triệu nhá. Đây, em đang đi vào bên trong Innova đây. Đâu ở đây? Một chiếc xe Innova bản E xịn đời 2012, đăng ký lăn bánh lần đầu là 2013. Động cơ trang bị 2.0 nhá, Innova 212 này. Đăng ký là 2013 này. Bản E xịn, động cơ trang bị 2.0, xe đăng ký 8 chỗ ngồi. Xin nhan trên hông. Cả các chỉ số gương kính này từ những cái ô bé nhất đều là liền đời theo xe. Và giá chào bán của chiếc xe Innova gia đình sử dụng này là 350 triệu. Nhìn vô lăng các bác là biết ngay chất lượng của xe như thế nào. 350 triệu cho chiếc xe Innova 212. Đăng ký lăn bánh 2013 các bác nhé. Có Innova số sàn. Nội thất bên trong sạch sẽ gọn gàng. Ba dàn điều hòa độc lập tương ứng với ba hàng ghế để các bác nhà mình có thể ngồi thoải mái này. Innova 2012, đăng ký lăn bánh 2013, 350 triệu. Chốt trên livestream ngày hôm nay, em để chiếc xe này với giá là 340 triệu bao hồ sơ. 340 triệu bao hồ sơ có Innova nhé các bác nhìn này. Nếu như ngồi đủ ba hàng ghế thì các bác sẽ thể cuộn cho ghế xuống là ba hàng ghế. Còn nếu như mà đi có 5 người thôi, đi du lịch xa, cần nhiều quà cáp, nhiều đồ thì cuộn ghế lên như này nhá, sẽ là một cái hàng khoang hành lý cực kỳ lý tưởng luôn. Các bác nhìn cốp này. Nhìn cốp này cực kỳ là rộng rãi luôn. Zin đẹp toàn xe, máy số zin, cột kèo keo chỉ nguyên zin. Innova 2012, đăng ký lăn bánh lần đầu là 2013 các bác nhé. Thả tim, thả like, chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Chào bác Đậu Hà, chào anh Lê Trung Hiếu, chào anh Giai Dương Kết nào. Chào anh Nguyễn Tuyền nhé. Và phía sau xe bên đây thì em còn có một chiếc xe CDX này. CDX đời 2009, bản nhập khẩu, số tự động. Động cơ trang bị 1.6, em đang chào bán với giá là 238 triệu. 238 triệu cho chiếc xe CDX đời 2009 này. Nước sơn màu xanh, màn hình cảm ứng cỡ lớn này. Màn hình cảm ứng nhá, không phải màn hình thường đâu. Đề lộ khởi hành start top, trần nỉ 5D, trần da 5D, có cửa sổ trời. Ghế da zin nguyên bản màu đen nhé. Củ số phanh tay sấy sởi ghế, điều hòa ghế hai vùng, có CDX đây. CDX đời 2009 em đang chờ bán với giá là 238 triệu. Chốt trên livestream ngày hôm nay còn 230 triệu em bao hồ sơ. Em bao hồ sơ cho các bác nhà mình. Còn nếu như mà không thích số tự động mà thích một chiếc xe số sàn thì em còn có Cruy này. Cruy LS đời 2011 nhé. Cruy đời 2011. Anh Sinh Lê ơi, một chiếc xe bây giờ không thể bớt nhiều như vậy được. Vừa rồi bác ở trên Hà Nội ủng hộ em một con xe cũng vậy thôi. Em sẽ bớt làm sao hợp lý nhất anh nhé. 340 triệu em bao hồ sơ. Nếu như không cần em Hưng rút hồ sơ em bớt tiếp cho anh. Nhưng không thể bớt nào một phát 30 triệu một con xe được. Xe bây giờ thời đại 5.0 rồi, em nói thách cũng không thể bán được. Em chỉ nói đúng đời xe thôi. Anh Sinh Lê để lại số điện thoại cho em. Lên một chút anh ơi.
anh cố sẽ cố gắng mua một chiếc xe máy số zin gia đình sử dụng còn hơn là rẻ hơn được 5-10 triệu mà mua xe taxi Mai Linh đổi màu hay là những cái dòng xe taxi dịch vụ khoan đục đang xanh thành đỏ, đang đỏ thành vàng anh nhá. Đấy là dòng xe không được cùng đẳng cấp với xe của em Hương. Xe em Hương nếu như em đã bao cam kết là xe tư nhân thì nó sẽ là xe tư nhân anh nhá. Còn đây không phải là những cái dòng xe như là taxi Mai Linh xong là họ đổi màu, họ chạy chán rồi họ đổi màu đâu anh ạ. Đây toàn là xe gia đình thôi. Nên cái giá đấy anh sẽ cố lên 10 triệu, 15 triệu, 20 triệu thì anh được một cái chiếc xe hoàn toàn xứng đáng luôn. Một chiếc xe Innova hoàn toàn xứng đáng luôn. Vì những bác nào mà đã chọn Innova là những cái bác đấy thích sự bền bỉ này, là những người đàn ông trầm ổn, không thích quá là nhiều công nghệ option. Vì nếu như thích nhiều option thì đã chọn Xpander rồi đúng không ạ? Nhưng Xpander nó đôi khi nó sẽ yếu hơn một chút nếu như mà mình đi cái đường xấu hay đường núi nhá. Innova nó vẫn là số 1 trong lòng các bác nhà mình. Trong những cái dòng xe như 7 chỗ, 8 chỗ thì Innova không thể ai thay thế được. Sự bền bỉ của Innova và sự khỏe của Innova nhá. Em chào anh Nai Tăng, chào anh Minh Vũ này. Cờ đuôi màu đồng bản sedan 2 đầu 1.6 em đang bán là 245 triệu. Chốt trên livestream ngày hôm nay còn 235 triệu em bao hồ sơ. 235 triệu bao hồ sơ cho anh. Còn anh Giai Sinh Lê ơi, cố lên một chút nhá, bớt 30 triệu một xe là không thể làm việc được đâu anh ạ. Xe gia đình nó sẽ cứng hơn một chút giá so với xe đổi màu, xe taxi Mai Linh ra anh nhá. Nếu như mà taxi Mai Linh ra 2013 nó chỉ rơi vào tầm 300-320 thôi anh ạ. Còn như xe gia đình nó sẽ khác nhá. Thả tim, thả like, chia sẻ nhiệt tình lên cho em đi nào. Chào bác Hà Phan này. Bên đây em còn có CDX nhá. CDX đời 2009 em đang chào bán với giá là 240 triệu. Em chào chị gái Đặng Thu Trang, chào bác Huy Trần này. 240 triệu có CDX đời 2009 này. Thả tim, thả like, chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Cờ đuôi em có màu đồng này, có màu đen này và với và thêm một chiếc màu xám biển Yên Bái ngày hôm qua mới cho về nhá. 2011 nhưng mà zin toàn xe luôn. Còn đây trước mắt khách hàng nhà mình là một chiếc xe Chevrolet Cờ đuôi. Chevrolet Cờ đuôi biển 37, nước sơn màu đen đẹp, số sàn 1.6. Em đang chào bán với giá là 245 triệu. 245 triệu cho chiếc xe Cờ đuôi đây. Lên màn hình dọc điều hòa lõng lạnh hai vùng. Số sàn 1.6, chốt trên livestream ngày hôm nay còn 235 triệu. Em bao hồ sơ nhá, các bác nhìn này. Nội thất bên trong cực kỳ sạch sẽ này, cam kết không mục mọt, không đâm xô và không ngập nước. Các bác nhìn cái màn hình này, cái màn hình nó to như thế này cơ mà, nó còn nằm dọc cực kỳ đẹp luôn. Có cờ đuôi đi các bác này. Thả tim, thả like, chia sẻ nhiệt tình lên cho em đi nào. Em chào bác Xuyên Hằng nhá. Dòng xe tập lái thì em có một dàn xe Matiz này. Cảm ơn chị gái Đặng Thu Trang. Chị Trang ơi, chia sẻ nhiệt tình lên cho em nhé. Facebook bóp tương tác em một tuần nay chưa thấy nhả ra. Ngày nào live stream cũng khàn cổ ra mà chỉ có vài khách lách đách khách hàng quan tâm thôi. Các bác toàn inbox qua Zalo thôi. Matiz đời 2005, 5 chỗ ngồi gầm cao. Em đang bán với giá nè. Ôi sao nó lại đen xì xì đây nhỉ? Đây ạ, Matiz 5 chỗ ngồi em đang bán với giá là 58 triệu nhé. 58 triệu có Matiz này. 65 triệu cũng có Matiz luôn. 65 triệu có Matiz này. Bên đây là một chiếc xe Spark cũng chỉ có 85 triệu thôi là có xe đi rồi. Tập lái rất là ok luôn với những cái dòng xe tầm vừa tiền cho các bác nhà mình. Chào bác Xuyên Hằng, chào bác Gia, chào bác Xuân Cường nhá. Thả tim, thả like, chia sẻ cho em nào. Nay nhiều về sale quá mà không có chỗ nào để mà đi luôn. Đây rồi. Bác nào mà đang quan tâm về Vios này, Vios đời cao thì em Hương có Vios đời 2018 này. Hệ thống cảm biến va chạm phía sau là 4 mắt cảm biến, có 4 mắt cảm biến va chạm này. 2018 đây, có Vios đời 2018 đây. Em đang chờ bán với giá là bao nhiêu ạ? 389 triệu. 389 triệu cho chiếc xe Vios đời 2018 nhá. Bớt biển 36 này. Em này là bản mới này, form mới, máy trắng, 4 bánh cảm, 4 phanh đều là phanh ABS chống bó cứng này. Xi nhan trên gương, xe chuẩn tư nhân gia đình các bác nhé, xe chuẩn tư nhân gia đình. 2018 là 389 triệu, bớt luôn 9 triệu đồng trên livestream. Còn 380 triệu, màn hình cảm ứng cỡ lớn rồi. Túi khí an toàn có đầy đủ cho em, túi khí an toàn này. Và có luôn cho em là 4 bánh đều là phanh ABS nhé, xe tư nhân gia đình sử dụng đây ạ. Có Vios 2018 đời cao đây. Thả tim, thả like, chia sẻ nhiệt tình lên cho em là mưa rồi các bác ơi, mưa rồi. Ở đây bác nào quan tâm về i10 số tự động thì em có này.
Y10 2014 bản nhập ấn số tự động đây ạ. Sờ Bắc 60 triệu nhé. Anh Linh Tú ơi, xe Sờ Bắc là xe cỏ mà anh. Nó là cỏ trong các loại cỏ luôn. Em chuyên bán dòng xe cỏ nhưng Sờ Bắc và Matiz là cỏ trong các loại cỏ. Em chỉ bớt được 2 triệu cho các bác nhà mình lộc lá thôi anh Linh Tú nhé. Sờ Bắc của em đang bán là bao nhiêu tiền nhỉ? Sờ Bắc là bao nhiêu tiền nhỉ? Có Matiz, có Sờ Bắc này. Một tháng em phải bán đến 3 đến 40 chiếc xe tập lái cho các bác nhà mình. Đây, Sờ Bắc đây. À, Matiz này là 68 triệu anh nhé. Sờ Bắc kia là 89, à Sờ Bắc kia là 85 triệu anh nhé. Một chiếc xe Sờ Bắc mà cả 25 triệu là không bán được đâu anh ạ. Không bán được. Thả tim, thả like cho em nào. Chào anh Tuyền Ngọc này. Mưa rồi các bác ơi, chắc là 1-2 chiếc xe nữa em cũng sẽ nghỉ thôi. Ở đây em còn có một chiếc xe Hyundai Accent. Accent biển 29 thủ đô Hà Nội này. Bản nhập khẩu nhá. Em này là đời 2011 nhưng là bản nhập này. Em đang bán chiếc xe Hyundai Accent bản nhập này với giá là 345 triệu cho chiếc xe Hyundai Accent. Và điều đặc biệt ngày hôm nay là em mới đầu tư thêm một cái màn hình cảm ứng to luôn. Một cái màn hình cảm ứng to luôn. Ghế da zin nguyên bản này, máy số zin 100%, giá không đổi nhá. Màn hình này em bao tặng các bác này, giá không đổi luôn. 345 triệu vẫn bớt cho các bác nhà mình. Và bao thêm cho các bác nhà mình cái màn hình cảm ứng to này, số tự động, ghế da zin, nội thất zin, máy số zin, bao đầy đủ cho các bác nhà mình rồi. Cường ơi, xong chưa? Cường ơi, con này xong chưa? Thả tim, thả like, chia sẻ nhiệt tình lên cho em nhé. Lên màn hình rồi, lên màn hình xịn rồi. Phanh ABS chống bó cứng đầy đủ cho em, xin nhan trên gương. Bản nhập khẩu 2011, có Accent nhé. Bên cạnh chiếc Accent là một chiếc xe Kia Rio. Kia Rio đời 2014 cũng là bản nhập Hàn. Em đang bán với giá là 380 triệu. Bao hồ sơ còn 370 triệu ạ. Còn Cờ Rui và Captiva thì em có rất là nhiều luôn, nhưng hôm nay không có ở nhà nhé. Vừa rồi thì em Lê Hương đã lên sóng này, báo giá kha khá đầu xe rồi. Các bác nhìn này, thợ đi từ sáng đến giờ, từ đêm qua đến giờ mà không bắt nổi mấy con xe mang về. Đi đến đâu cũng toàn xe bị lỗi thôi, không thể mua được. Nên là các bác nào có xe mà muốn bán lại thì các bác để lại cho em Lê Hương các bác nhé. Vừa rồi thì em Lê Hương đã lên sóng cũng như là báo giá rất là nhiều những dòng xe đang được chào bán bên em ạ. Giá những cái dòng xe Matiz chỉ tầm 58-60 triệu thôi. À, không sao anh ơi, không sao anh ạ. À, vì bây giờ em đang có khách gọi đang đến để lấy xe rồi đây này. Một bác khách ở bên Hải Phòng đang bảo anh đến 25 tầng Hải Dương rồi, ra đón anh đây rồi. À, cảm ơn tất cả khách hàng của mình đã theo dõi và ủng hộ em Lê Hương trong suốt thời gian qua nhé. Bác nào mà chưa đăng ký kênh thì có thể cho em Hương xin những lượt đăng ký kênh, những lượt like, những lượt tim và những lượt chia sẻ. Và có thể ủng hộ em bằng những lượt là chia sẻ, lượt đăng ký kênh, lượt thích trang nhé. Nếu như bác nào mà có muốn mua bán ô tô cũ đã qua sử dụng thì các bác có thể liên hệ trực tiếp cho em qua số hotline 0354602790 để được em Lê Hương tư vấn nhé. Cảm ơn anh trai Trương Nguyễn và chị gái Đặng Thu Trang rất là nhiều ạ. Luôn ủng hộ em dù là lúc nào, khi mà đăng lên sóng thời gian thế nào anh chị đều ủng hộ em ạ. Cảm ơn rất là nhiều. Hẹn một ngày gần nhất sẽ được gặp anh chị để uống rượu cùng em Hương nhé. Còn bây giờ em xin phép được dừng buổi báo giá ở đây ạ. Anh đấu với anh Long, anh đấu về rồi chị ạ. Anh đấu về Hà Nội rồi, anh Long về rồi, anh đấu về Hà Nội rồi. Thả tim, thả like, chia sẻ nhé. À, anh đấu anh Long này, à, đi bắt xe từ đêm ngày hôm kia mà mới bắt được một con Eco Sport 5 chỗ gầm cao về. Em bảo là không bắt được xe thì đừng về. Làm gì có xe mà bán đâu mà sau đi 3 ngày bắt được một con xe nhé. Cảm ơn tất cả khách hàng đã xem hết buổi báo giá của em ạ. Còn bây giờ em xin phép được dừng buổi báo giá ở đây nhé. Xin chào và hẹn gặp lại vào lúc 11:30 ngày mai. Mua bán, trao đổi ô tô cũ đã qua sử dụng thì các bác cứ alo trực tiếp cho em 0354602790 để được em Lê Hương tư vấn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.